Vậy là cô ấy có thể có quyền yêu cầu tất cả mọi thứ từ người đàn ông, từ việc cán đáng kinh tế gia đình cho đến việc vào bếp, đúng không ạ? Thì cái đó mới được gọi là người đàn ông hoàn hảo. Đánh giá thế nào về những người phụ nữ mà chủ động tiến đến để làm quen với các chàng trai? Rất là khỏe, đỡ mệt mình. Nếu chẳng may ngay lúc này, ví dụ như anh hai Lâm Trường sơ ý làm nổ bình ga rồi phim trường mình bốc cháy á, bạn sẽ cứu ai trước trong ba vị giám khảo? Nếu mà trường hợp đó thì tôi không phải bảo vệ sức khỏe của tôi. Nếu mà tôi... Cao bố bụng về khổ. Mình cũng không biết dán gì mà cần thiết úp hai cái thôi xong. Nói chung là mình ăn được, nhưng mà nhiều lúc cũng bị hố là mình nấu xong rồi mình đem đổ, hoặc là mình ăn xong mình phải uống thuốc. Khi mà anh làm một cái công việc gì đó mà có một người phụ nữ cứ ở bên cạnh lèm bèm nói hoài á, thì lúc đó anh cảm giác như thế nào? Rất là bực mình, giống như bây giờ vậy nè. Điều gì vừa đã xảy ra? Tự nếm tự hỏi. Tự nếm tự nhăn là sao bây giờ?